Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục series review các loại cát cho thú cưng. Thì trước đó về loại cát hữu cơ thì mình đã review có cát đậu nành và cát gỗ rồi. Và dòng cát gỗ mà được ưa chuộng và nổi tiếng nhất hiện nay thì đó là dòng của cát Best, đúng không? Thì mình đã review loại original với cả loại cát Smart Pellet rồi. Thì hôm nay mình sẽ review tiếp loại cát Best Sensitive. Thì loại này theo cá nhân mình ý, thì mình thấy là nó vón và khử mùi tốt hơn hai loại kia. Thì mình sẽ nói qua một chút về hoàn cảnh nuôi mèo của mình, tại vì mỗi một người thì sẽ có những gọi là thói quen nuôi mèo này, thói quen sinh hoạt này, và có những chú mèo có tính cách khác nhau, cho nên đây chỉ gọi là một trải nghiệm cho các bạn tham khảo thôi. Và mình cũng muốn nói một chút về hoàn cảnh mình nuôi mèo để các bạn có thể tham khảo. Thì đầu tiên là mình nuôi mèo ở trong phòng riêng. Chính vì như thế cho nên mình chuộng những cái loại cát nó mang lại cho mình cái cảm giác sạch sẽ và khử mùi tốt, và cũng không bị dây bẩn ra sàn nhà quá nhiều. Và hiện tại thì mình đang sử dụng một chậu cát cho hai chú mèo. Các bạn lưu ý nhé, hai chú mèo lớn cho nên là nó cũng khá là hao với cát tốn đấy. Nếu bạn nào nuôi một chú mèo hoặc là nhà nuôi một chú mèo con ấy thì hoàn toàn có thể yên tâm về độ hao cát này, rồi độ khử mùi là đều sẽ vượt trội hơn so với mình là nuôi một chậu cát mà dùng cho hai chú mèo lớn nhé. Phần cuối video mình cũng sẽ có tổng kết về loại cát Best Sensitive ngày hôm nay. Thì đầu tiên là mình sẽ tổng kết về chất cát như thế nào, hiệu quả chức năng của cát ra sao, và có phù hợp với túi tiền của xe không. Ok, vậy thì chúng mình cùng bắt đầu vào video thôi. Đây là bao bì của cát Best, loại cát gỗ tự nhiên dạng Sensitive. Thì túi này thì có trọng lượng là 2.9kg này, và 8 lít, và được 8 lít. Đây là bao bì. Cái này, loại này thì nhẹ hơn loại pellet với cả loại original. Đó, thì các bạn có thể xem qua. Và update một chút. Và update một chút là bây giờ mình không dùng thảm vệ sinh nữa, mà mình mua cái miếng ghép lồng này và mình đôn cái nhà vệ sinh của mèo lên. Thì khi mà chúng nó đi vệ sinh thì sẽ rớt hết xuống dưới đất này. Thì mình sẽ lau và quét luôn, rất là sạch sẽ. Còn để thảm thì thật ra là cũng sạch, thế nhưng mà cứ một tuần mình lại phải giặt một lần ý, thì lười ý. Còn cái này thì hàng ngày mình quét mình lau luôn rất là nhanh mà lại không bẩn. Thì mình update một chút cho các bạn nhé. Đây là toàn cảnh này. Bé cha đang ngồi ở đây. Chúng nó rất thích vào lồng nằm, tại vì là lồng thì nó cao ấy, nó nhìn được xung quanh. Đây, trên này mình có để hở này, lên trên đây nằm cũng được, rất là thích. Đó. Thì loại Sensitive này ấy, thì mình sẽ dùng để trộn cùng với cả cát pellet. Đây là cát pellet này, mình sẽ trộn cùng, chứ còn mình không dùng riêng nữa. Đây, thì vào ngày 22 tháng 4 mình cho 2kg của cát pellet vào vào đây. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 5. Tức là 11 ngày rồi. Thì sau 11 ngày thì thật ra là mùi thì mình thấy chưa bị mùi lắm đâu. Nhưng mà cát bắt đầu là hơi mủn ra rồi, và nó không còn mùi thơm của gỗ nữa. Cho nên là mình quyết định hôm nay sẽ trộn cùng với cả cát Sensitive này. Thì theo như review thì nó vón tốt hơn và có thêm cả hạt hút mùi nữa, cho nên khử mùi sẽ tốt hơn. Thì thử thêm nhé. Thì đây chính là chất cát của cát Sensitive này. Thì hạt cát nó là những cái mùn cưa vụn nhỏ hơn, và có cả những cái hạt xanh xanh này, chính là những hạt hút mùi. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đổ vào cùng với cả cát pellet nhé. Ok, thì mình đổ thêm khoảng tầm 600g. Đó, 600g mà cũng nhiều phết đấy. Nhưng mà cát gỗ về độ hao thì rất là phê. Và thì mình sẽ trộn lên. Đấy, nhiều chưa? Hy vọng là nó sẽ giúp hút mùi và khóa ẩm tốt hơn nhé. Và cùng xem là chậu cát này có trụ được trong vòng 1 tháng hay không. Vì hôm nay đã là ngày thứ 11 rồi. Đấy, thì để xem có trụ thêm được khoảng tầm 20 ngày nữa không. Các bạn cùng đón xem nhé. Dính vào lông, mọi người nhìn là bị dính vào lông rất là nhiều nhá. Những cái vụn cát của Sensitive ấy, nó bị dính vào lông rất là nhiều. Mỗi cát thì có một điểm cộng điểm trừ khác nhau thôi. Cát hạt to thì không dính lông, nhưng mà vón sẽ không chắc bằng cát hạt nhỏ. Cát hạt nhỏ vón chắc hơn nhưng mà sẽ bị dính lông. Đấy, dính vào bụi chân lông rất là nhiều nè. Hy vọng là khi mà mình đôn này lên thì sẽ đỡ hơn. Nó sẽ rớt xuống dưới này và mình quét luôn thì sẽ đỡ bị dây ra nhà. Xin chào cả nhà. Và hôm nay sẽ là ngày thử nghiệm cát pellet mix với cả cát Sensitive ngày thứ 21. Đây, các bạn có thể thấy là ngày 22 tháng 4 thì mình cho cát pellet vào là 2 cân, và ngày 1 tháng 5 thì cho thêm cát Sensitive là 600g nữa. Thì hôm nay được 21 ngày rồi. Thì cảm nhận của mình đầu tiên đó là đương nhiên là về mùi, vì video này chủ yếu là thử nghiệm về mùi. Thì bắt đầu ở ngày thứ 18
Ngày thứ 18 thì là mình bắt đầu thấy phòng của mình hơi hơi có mùi rồi, nhưng mà vẫn chấp nhận được. Không quá là bị hoắc hay là khó chịu, nhưng mà là đã thấy có mùi. Và đến hôm nay là ngày thứ 21 thì mùi nó đã bắt đầu rõ hơn. Mặc dù là mình thấy sợ với cá nhân của mình thì mình vẫn có thể chịu được. Nhưng nếu mà với những các bạn nào mà nhạy cảm về mùi ấy, hoặc là những bạn nào mà dùng loại nhà vệ sinh không có nắp ấy, thì mùi nó phát tán sẽ rất là rõ. Đó. Còn mình thì mình dùng nhà vệ sinh có nắp, thế cho nên là ít nhiều thì mùi nó cũng bị khóa bên trong ấy, cho nên là phòng mình vẫn khá là ổn. Ngoài ra thì vụn ra nhà thì hiện tượng này có, thì các bạn nên quét thường xuyên nếu mà nuôi ở trong phòng ngủ, phòng riêng giống như mình. Và như các bạn có thể thấy là cát thì không hao lắm, thật sự luôn, còn rất là nhiều cát. Và vì đây là cát tự nhiên cho nên là mình xả trực tiếp vào bồn cầu ấy thì cũng sẽ rất là tiện. Một ngày có khi mình có thể dọn 2 lần nếu mà mình dỗi, thì nó rất là sạch. Và thử nghiệm này thì là một chậu cát và cho 2 chú mèo. Bởi vì sao mình lại tính như vậy? Tại vì các bạn đây, mình cho các bạn nhìn nhá. Thì đây là bên ngoài này. Thì cái chậu bên ngoài bọn mèo này nó sẽ rất thích đi, rất thích vào để đi vệ sinh. Còn có một chậu nữa là ở bên trong, bên trong lồng đây, thì bọn nó ít vào hơn. Thôi xong. Ôi mẹ ơi, được lắm. Con điên kia. Anyway, đấy, mỗi lần mình quay video là nó sẽ nghịch như vậy đấy. Trời ơi. Ok, thì chậu cát ở bên trong này. Đây, đối với chậu cát ở bên trong thì mình cũng đổ vào ngày 22 tháng 4 và là 2 cân cát pellet. Không hề đổ thêm một chút cát sensitive nào, nhưng mà hạt cát vẫn còn rất to và cát không hề có mùi một chút nào. Vì trong này thì mèo nhà mình thỉnh thoảng mới đi vào thôi. Thế nên nếu bạn nào mà nuôi một chú mèo ấy thì cát này hoàn toàn có thể trụ được trong một tháng, rất là tốt, rất là lâu. Còn vì cái chậu bên ngoài bọn mèo nhà mình nó đi thường xuyên đi vệ sinh ở trong này, thế nên là nó sẽ nó sẽ nhanh có mùi hơn. Ok, thì theo như mình thấy thì có thể là cát này sẽ trụ được trong 3 tuần nếu mà nuôi 2 chú mèo và dùng một chậu cát. Và bản thân mình thì có thể là mình sẽ du di thêm được một vài ngày nữa, tại vì mình thấy là mùi nó vẫn mình vẫn có thể thấy ok, mình thấy không quá khó chịu. Đó, thì đấy là review của mình. Còn mình cũng sẽ không thể review thêm hơn cho các bạn được nữa, tại vì là thằng Simba nó đã làm đổ chậu cát của mình rồi và mình sẽ phải thay chậu cát này, rất tiếc. Ok, thế thì hẹn các bạn trong video lần sau nhé. Video lần sau có thể mình sẽ review về cát đậu nành. Về cát đậu nành vì là khá là nhiều người hỏi cho nên mình sẽ thử cho cát đậu nành thêm một cơ hội nữa, xem nhỡ đâu lại tìm được loại cát đậu nành như ý thì sao. Vậy nha, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới nha.